Mộc Châu vừa trải qua mùa mưa do ảnh hưởng của bão ngoài Biển Đông ấy, thì trên này mưa 3 ngày liên tiếp. Hôm nay là một ngày nắng. Trời vừa mưa xong nóng lên thì ở đây trong vắt. Trong không khí thì vẫn thoang thoảng mùi hương cây cỏ. Trong sự yên bình này thì thiên nhiên đang bao trùm mọi thứ. Cây cối, chim chóc, những con côn trùng. Mọi thứ đang có sức sống riêng. Rất là may mắn thì Chimy nằm cạnh cái khu rừng thông, một trong những khu rừng có cái cây lớn còn lại cuối cùng ở Mộc Châu, mà nó sát khu dân cư nhé. Còn những khu rừng sâu xa thì mình không nói đến. Mỗi lần gió nổi lên thì tiếng thông reo vi vu. Vang vẳng đâu xa đó là tiếng nhạc. Cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra. Ở ngoài kia bận rộn. Chưa đây thì quá độ yên bình. Phía xa một chú trâu đang găm cỏ. Cả khu rừng mà cỏ tốt như này, một mình chú. Chú vừa ăn cỏ nhưng mà vẫn bị làm phiền bởi những con hút máu. Chú lắc đầu và vẫy tai liên tục. Cái đuôi thì xum xoe, ve vẩy. Ồ, chú di chuyển đến chỗ khác sao? Thử xem chú đang làm gì nào. Chú có một mình thôi. Lang thang giữa khu rừng. Stay mát.